biết nhá. Mày mà định nói xấu gì cả bố mày ấy, nhớ đấy. Của con bị làm sao thế này? Sao cơ? Bà nhìn tôi đi, bà nhìn cho kỹ đi. Bà thấy có quen không? À, con gái của bố. Nào, ngồi đây với bố. Hôm nay bố có quà cho con đấy. Bố mua cho con một sợi dây chuyền đẹp cực. Đây. Đẹp chưa? Dạ. Để bố đeo cho con nhá. Vâng ạ. Nào, bố đeo cho nào. Bố, cổ con bị làm sao thế này? Hôm ấy mẹ... Sao cơ? Anh, anh ký cho em ít giấy tờ này với. Ừ, cứ để đây, anh ký cho. Dạ. À, em, cổ con bị làm sao thế này? Hôm trước con bé là tập aerobic ấy mà. Nhưng mà em bôi dầu cho bông rồi, không sao đâu anh. Tập aerobic à? Vâng. Bông, con có đau không? Em này, lần sau nhớ để ý con nhá. Đừng để con bị thế này. Dạ. Anh ký giấy tờ đi. Bông, con ra ngoài cho bố làm việc đi. Xong rồi lát tối bố dẫn con đi ăn nhà hàng nhá. Mày không muốn gặp lại mẹ mày đâu có đúng không hả? Có phải mày định nói cả bố mày cái vết bầm này là do tao gây ra đúng không? Nói! Tao nói cho mẹ mày biết nhá. Mày mà định nói xấu gì cả bố mày ấy, nhớ đấy, mày sẽ không bao giờ biết được là mẹ mày đang ở đâu đâu. Nghe chưa? Alo, công ty này trước sau cũng thuộc về con Bông. Tôi muốn đào tạo nó thành người thừa kế. Cậu chuyển cổ phần của tôi sang tên Bông đi. Ok nhá. Alo, mày đưa con Bông đi khỏi đây ngay bây giờ. Giảm những bắt cóc, cho nó biến khỏi công ty và không bao giờ được phép quay trở lại nữa. Tình hình như thế nào rồi ạ? Con đâu hả anh? Anh? Không, anh không thấy con đâu cả em ạ. Anh không thấy đâu á? Làm sao bây giờ? Con, con ơi. Không sao đâu anh, có em đây rồi mà. Trang. À, anh mang bản thảo hợp đồng đến cho tôi đúng không? Đây tôi. Em ơi, công việc để sau đã. Em ăn bánh đi. Tôi không thích ăn bánh, anh thông cảm. Kìa, Trang. Em có thể nhận lời yêu anh được không? Anh tự trọng một chút đi.
Hình như tôi đã làm gì khiến anh hiểu lầm về mối quan hệ này à? Vậy thì để tôi nói thẳng cho anh biết nhé. Đối với tôi, cùng lắm tôi coi anh là người nhà. Ngoài ra không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào cả. Anh đừng có lún sâu thêm nữa. Sao lại ra nông nỗi này hả con? Hả? Đi đứng kiểu gì thế hả con? Tại sao? Tại sao con thì không thể được? Cô ấy bảo con là con phải biết giữ tự trọng. Cô ấy nói là mãi mãi sẽ không có tình cảm với con. Là con Trang đúng không? Cái con doanh nhân Việt Kiều đấy chứ gì? Mới về nước, nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Mình đừng nói như thế. Nó động đến con trai của em, em không thể nào mà nhịn được. Được, nó nói như thế với con chứ gì. Mẹ sẽ cho nó một trận. Thôi đi mình. Dù sao thì người ta cũng là đối tác quan trọng của công ty mà. Nhưng mà nó động đến con trai em, em không thể nào mà nhịn được. Minh. Mẹ ơi! Cô Trang! Cái thứ đàn bà xấu xa! Cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ cô là ai mà dám sỉ nhục con trai tôi hả? Bà dừng lại được rồi đấy! Cô! Vợ! Dừng lại đi. Con để yên, mẹ sẽ giúp con trút cái nỗi giận này. Cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ cô là ai mà cô phụ tình thằng bé hả? Phụ tình? Bà cẩn thận lời nói của mình. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với con trai của bà cả. Đừng có dùng từ phụ tình ở đây. Mẹ định làm con xấu hổ đến thế nào nữa? Thằng bé là cành vàng lá ngọc của nhà tôi. Vợ chồng tôi chưa bao giờ làm cho nó phải khóc. Nhưng mà cô hết lần này đến lần khác cô từ chối nó, làm cho nó phải buồn, cho nó phải khóc. Rồi lúc nãy suýt chút nữa thì nó bị tai nạn giao thông. Cô biết không hả? Đúng là hài. Con bà thì bà thương bà xót, bà coi nó là lá ngọc cành vàng. Con người ta thì bà coi là rơm là rác, là thứ vứt đi, là thứ đáng chết không xuất hiện trên cuộc đời này à? Trang, bà nhìn tôi đi, bà nhìn cho kỹ đi. Bà thấy có quen không? Có đúng là đứa con gái của chồng bà 20 năm về trước bị bà lừa cho người ta bắt cóc không? Cô là... Con là Bông. Con là Bông. Là con của bố có phải không? Con đúng là Bông rồi. Con là con gái của bố. Không. Không phải đâu. Nó lừa mình đấy. Đúng. Là tôi lừa đấy. Tôi không phủ nhận việc tôi muốn hợp tác với công ty của bố tôi chỉ là vẻ bề ngoài. Thực ra tôi muốn biết bố tôi bây giờ như thế nào, cuộc sống của ông ấy ra sao, và cũng để xem người mẹ kế đã nhẫn tâm bắt cóc con của chồng bây giờ như thế nào. Mẹ, con đừng nghe, con đừng nghe. Thì ra trên đời này mẹ là người ác nhất à? Con, bà chính là một con rắn độc. Mình ơi, em xin lỗi mình.
Em xin lỗi. Bảo thôi đi. Mẹ, không thể là mẹ được. Không, không thể là mẹ. Con bố, con cảm ơn bố. Nhờ có bộ sản phẩm dưỡng da của cô Hino mà bố tặng, con mới nhận ra tình cảm bố dành cho con. Hóa ra bố chưa bao giờ quên con cả. Tặng cháu bộ sản phẩm này, viên uống tảo sâm của tập đoàn Kohino. Thành phần gồm các dược liệu quý như tảo xoắn spirulina, tảo lục chlorella, glutathione, tinh chất cần tây, kết hợp với sâm tố nữ, collagen, giúp đẹp da, mở nám da, sạm da, tàn nhang, giúp da trắng sáng tự nhiên. Ngày uống 2 viên tảo sâm, kết hợp với bôi kem chống nắng Rich Skin Sunscreen, giúp bảo vệ da dưới nắng mặt trời, chống lại tác hại của tia UV, còn dưỡng ẩm, tăng đàn hồi cho da nữa. Và một lọ kem trị nám ban đêm. Chú cũng có một cô con gái bằng tuổi cháu, nhưng mà 20 năm nay chú không được gặp con bé. Mỗi lần nhìn thấy cháu, chú cảm thấy như gặp được con gái mình. Cháu hãy nhận món quà của chú nhé. Yêu kỳ diệu.